Hello bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn mình sử dụng con máy này. Một con máy rất là nhìn đẹp phải liền luôn. Rồi, đầu tiên là con máy này thì giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết từng cái nha. Đầu tiên là về tắt máy. Bỏ pin trước đi, kéo này ra cái. Nó sẽ ra khe pin của nó xài hai cục pin AA. Mình mua pin loại xịn thì mình sẽ xài được khá là lâu. Ok, tiếp theo rồi là sẽ liên quan tới việc tắt máy, mở máy. Thì con này tắt máy là gạt này lên là tắt máy này. Nó sẽ chia cái view này luôn nè. Còn mở máy là kéo nó xuống mở máy lên. Rồi, nó sẽ cho mình là đặt qua đây cho dễ nhìn. Ok, đầu tiên là nó sẽ cho mình làm những gì trên máy này. Thì trên máy này nó sẽ có lấy nét ở đây, nó sẽ có bốn cái khoảng là chụp chân dung, là tính từ mình cứ nhìn vô view ngắm mình thấy từ bụng trở lên mình chỉnh nước đầu, chụp mà full người này, chụp phong cảnh này, đó nó có ba nước này. ISO của máy á, thì nó khi mà bạn xài những phim ISO 100-200 thì bạn để giúp mình là dần dầm, còn xài những phim 400-800 thì để về 400 giùm mình, nó sẽ có hai cái nút đó. Rồi, có với con này khi mà mình chụp á, mình nhấp nhẹ nút chụp. Rồi, mình sẽ nhìn ở trong cái view ngắm như thế này, mình nhấp nhẹ. Rồi, nếu mà vào những cái chỗ nào á, mà nó đủ sáng á, đủ sáng đây thì đưa ra ngoài chờ. Vậy á, thôi cứ bạn cứ thử nha. Khi mà đưa vào những chỗ đủ sáng á, bạn nhấp cái đèn này nó sẽ không báo. Còn nếu mà nhìn những chỗ nào trong nhà hoặc chỗ hơi tối á, nó sẽ báo cái đèn này lên. Thì mình sẽ phải on flash, bằng cách là mình sẽ kéo cái này qua đây cả. Nó sẽ bật flash lên và mình sẽ đợi khoảng chừng 5 tới 10 giây để nó hồi flash. Thì sau khi nó hồi flash xong mình có thể bấm chụp để nó chụp có flash. Rồi, cái máy này thì bộ đếm số của máy. Bộ đếm số của máy nó sẽ nằm ở ngay vị trí này. Đó, dù nó có đếm số hay không thì mình dám xuống một điều, nếu có phim thì cái này nó mới lắc. Còn nếu không có phim thì bộ đếm số nó vẫn hoạt động. Cách để mình lắng phụng phim ở trong máy thì đầu tiên mình sẽ kéo này qua open, thì bộ đếm số nó sẽ tự động trả về chữ S return và start bắt đầu này. Rồi, mình sẽ để cái đầu phim này vô đây. Con này nó khá là đặc biệt, xích này chờ một xíu nên là mình lắp cũng dễ không khó. Mình sẽ bỏ cái đầu phim vô đây nữa đầu thôi, mình kéo dài qua tới đây ngay cái mép này luôn, sau mình đâu đẩy hết vô rồi, cho mình lấy tay mình chỉnh lại cái cho nó nằm thẳng đây nè, đó mình đóng nắp lại. Khi mà có phim thì cái này nó sẽ thơm, nó sẽ lắc rồi, và lúc này lên số 1 bắt đầu chụp được, ít gì thì mình chụp đó thôi. Rồi thì nó rất là ngon ở chỗ nhất là về màu sắc bên ngoài của máy, thứ hai cho mình chỉnh được focus nè, thứ ba là cái việc nó báo đèn flash để chụp, thì mình cứ thiếu sáng mình bật flash lên rồi mình chụp thôi. Ok, nó rất là nhẹ nhàng, dễ xài, làm thấm, không có khó khăn gì hết đó. Rồi, giờ giả dụ như cuộn phim này của mình là cuộn phim có 36 tấm nhưng mà mình cắt đứt đi để mình chụp, mình còn 16 tấm mình test máy á. Bây giờ mình sẽ chụp đến số tấm 16, 17 tấm gì đó. Đến khi nào mà nó hết phim thì nó sẽ không cho chụp nữa, đứng yên nó cứng rồi nè. Rồi, khi mà nó cứng lại vậy rồi thì cách để mình return, mình tua cuộn phim này về thì bạn giúp mình kéo chọt cái bút hoặc là xi tâm hoặc là một cái gì đó nó nhọn, kéo cái này xuống cái, kéo xuống cái nó sẽ tự động trả về nè, nhớ nha, kéo xuống cái tự động trả về. Rồi mình sẽ đợi đến khi nào mà nó trả về đến chữ S mà nó in re luôn là xong. Rồi mình chỉ cần làm gì thôi, con này mới gì đâu luôn á. Đây là một trong những con máy mà kiểu không có quá phổ biến ở Việt Nam tại vì do nó ít hàng hóa, còn ở bên nước ngoài nó khá là phổ biến tại vì do là người ta sẽ rất là thích màu sắc của nó. Khi mà tôi hết hụt hết đi trong vậy thì mình lấy ra mình đem đi rửa là xong rồi, chỉ vậy thôi. Rồi ok, chúc bạn sẽ có những shot thành đẹp với máy này nha. Tắt máy đi.